Trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ tầm nhìn chiến lược và khéo léo ngoại giao thông qua hai cuộc hội đàm trọng yếu, phản ánh sự linh hoạt và sáng suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không chỉ là cơ hội để củng cố quan hệ láng giềng mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời giải quyết những thách thức như vấn đề an ninh Biển Đông và mối quan hệ thương mại. Trong khi đó, cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mở ra chương mới cho quan hệ đối tác chiến lược, nhấn mạnh vào sự hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như an ninh, phát triển kinh tế và chống biến đổi khí hậu. Hai cuộc hội đàm này không chỉ khẳng định Việt Nam là một đối tác quốc tế đáng tin cậy, mà còn đánh dấu bước tiến vững chắc trong quan hệ với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai trong những cường quốc hàng đầu thế giới. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 năm 2023 đã đánh dấu một chương mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngay sau lễ đón chính thức, chiều mùng 10 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã tiến hành hội đàm. Đây là cuộc gặp gỡ không chỉ thể hiện mối quan hệ đang phát triển giữa hai quốc gia mà còn tạo tiền đề cho những bước tiến lớn trong tương lai. Cuộc hội đàm này không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là một minh chứng về sự nhận thức sâu sắc và cam kết chung trong việc xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho cả khu vực và thế giới. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, bình thường hóa quan hệ vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có chặng đường hợp tác với nhiều nỗ lực vun đắp và xây dựng lòng tin, cùng hướng về phía trước. Đặc biệt, 10 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013, lòng tin được củng cố và tăng cường mạnh mẽ, góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp đà phát triển hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đều có những bước phát triển mạnh mẽ. Tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Kết quả lớn nhất của chuyến thăm là hai bên đã xác lập được quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, định hình khuôn khổ quan hệ song phương cho giai đoạn mới cũng như hướng phát triển của quan hệ trong những năm tiếp theo. Tháng 7 năm 2015, kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ mang tính lịch sử theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama, hai bên đã thông qua tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ, cho thấy sự thẳng thắn, cởi mở giữa lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ trong trao đổi các vấn đề trước đây được coi là nhạy cảm. Trong cuộc điện đàm cấp cao tháng 3 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden nhất trí thúc đẩy, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của cả hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển. Các nội hàm của mối quan hệ hợp tác mới kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác. Theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ, sau khi Việt Nam giành lại độc lập, là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới. Chúng ta đều biết rằng, trong nhiều năm tháng sau đó, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua muôn vàn hy sinh, gian khổ để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định chủ trương đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ của đường lối đối ngoại nhất quán là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình hai nước, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực và kết quả tích cực đạt được về phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. Đối với các tình hình phức tạp và xung đột quốc tế, Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng
Qua chuyến thăm quan trọng và đầy ý nghĩa này, ngay Tổng thống Joe Biden và các quý vị trong đoàn có dịp để cảm nhận trực tiếp về đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển, năng động, có nền văn hiến, lịch sử lâu đời và người dân Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, hữu nghị và yêu chuộng hòa bình. Chỉ ít ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam, một sự kiện ngoại giao quan trọng khác đã diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023. Tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục chuỗi sự kiện đối ngoại đáng chú ý của Việt Nam trong năm 2023. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng chung biên giới, là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có quan hệ hữu nghị truyền thống, có lợi ích ngày càng gắn bó. Do đó, cả hai nước đều coi trọng quan hệ với nhau, đều xác định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Trung Quốc-Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của mỗi nước. Kể từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, quan hệ hai đảng, hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị phát triển mạnh mẽ, trao đổi cấp cao và các cấp được tăng cường. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết. Trong đó có nhiều chuyến thăm cấp cao đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Gần đây nhất là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu. Trung Quốc 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Và hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần, từ mức 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỷ USD năm 2022. Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần, từ mức lũy kế 2 tỷ USD vào năm 2008 lên 25 tỷ USD hiện nay. Riêng năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động, đạt nhiều thành quả thiết thực. Đến nay đã có gần 60 tỉnh thành của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc. Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương hai bên đã thiết lập và tổ chức định kỳ nhiều cơ chế, chương trình hợp tác. Trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trung Quốc nhiều năm liên tục dẫn đầu về lượng du khách đến Việt Nam. Trung bình cứ 3 khách quốc tế đến Việt Nam thì có một khách Trung Quốc. Hai bên đạt nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc, hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương biên giới hai bên. Hai bên cũng nỗ lực duy trì đàm phán, tăng cường hợp tác nhằm cùng các bên liên quan kiểm soát bất đồng, quản lý khác biệt, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết có 3 điểm mà hai bên đều rất kỳ vọng vào chuyến thăm lần này. Thứ nhất là về một định vị mới, tầm mức mới của quan hệ song phương. Trên cơ sở thành quả quan trọng của 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác cho tương lai lâu dài của quan hệ hai nước theo hướng bền vững, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần vào xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai là kỳ vọng về những kết quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ xác định những phương hướng, trọng tâm lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Sẽ có một số lượng lớn văn kiện trên nhiều lĩnh vực được ký kết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thứ ba là kỳ vọng về hiệu ứng lan tỏa của chuyến thăm đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Chuyến thăm này cùng với chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực và xung lực mạnh mẽ cho các ngành, cấp, địa phương và đoàn thể nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ sẵn có, qua đó xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, tốt đẹp cho sự phát triển của quan hệ song phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.